Những ngày qua, Việt Nam sôi sục tự hào khi đội tuyển bóng đá nữ đã tạo nên kỳ tích. Tấm vé đến World Cup không chỉ là câu chuyện cổ tích thời hiện đại, giấc mơ có thật của bóng đá nữ Việt Nam, mà nó còn cho thấy ngọn lửa khát vọng cống hiến của các cầu thủ nữ Việt Nam vào thành tích chung của bóng đá nước nhà. Lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, đội tuyển bóng đá nữ nhận được nhiều đến vậy, từ vật chất đến tinh thần. Và cũng là lần đầu tiên xuất hiện những cái ôm, những góc khuất được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông lớn đến vậy. Không ít độc giả bị sốc khi biết rằng đội tuyển nữ chỉ có mức thu nhập dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, nếu không muốn nói chỉ 7 đến 8 triệu. Có người phải bán dầu dừa, có người bán mắm ruốc tự làm, có người phải live stream bán quần áo mà chỉ khoảng 10 người xem trực tiếp. Có người vẫn hồn nhiên chia sẻ chuyện đi làm đồng, đi cấy, đi thu hoạch nông sản mà trên thân vẫn khoác tấm áo của đội tuyển quốc gia. Có người còn đi giao hàng vào lúc không có giải đấu. Có người tạm dừng, mong muốn làm mẹ, tham gia nghĩa vụ với quốc gia. Và cuối cùng, những nỗ lực, những hy sinh ấy ngày hôm nay đều được đền đáp xứng đáng. Với số tiền được thưởng, tin rằng những khó khăn sẽ tạm thời lùi lại dành cho đam mê và cống hiến. Tuy nhiên, đâu đó vẫn buồn tủi vì lần đầu tiên những góc khuất đó được lan truyền rộng rãi trên truyền thông từ sự chia sẻ của người đứng đầu chính phủ. Nếu người đứng đầu không cất tiếng nói, không có cái nhìn công tâm và chu đáo với đội tuyển nữ, không có những cái ôm hơn cả vạn lời nói thì truyền thông liệu có ưu ái, có khai thác triệt để những khó khăn ấy chăng? Hôm qua thủ tướng gọi họ là những cô gái kim cương, nhưng liệu hôm nay khi World Cup qua đi, họ có còn được sáng lấp lánh? Máu nào chảy cũng đau, mồ hôi nào cũng có vị mặn, mọi sự cố gắng và nỗ lực đều phải ghi nhận. Hôm nay thủ tướng đã mở lòng gợi mở, nhưng liệu rằng ở dưới có lắng nghe và dành một chút tấm lòng của mình cho những cô gái thép ấy? Tuy nhiên, sự đồng hành lâu dài giúp các nữ cầu thủ tìm hiểu và có định hướng đầu tư, giúp xây dựng giải pháp quản lý tài chính lâu dài, thực hiện hướng đến một tương lai ổn định sau này. Điều này khi nào mới có được? Chẳng có lẽ phải chờ đợi từ những cái ôm của thủ tướng.